Kính bạch sư phụ, xin sư phụ từ bi khai thị một lần nữa cho những người phát tâm mới tham thiền hiểu rõ lợi ích của việc tu hành, và nhất là tu pháp môn tổ sư thiền, pháp môn tối thượng thừa có lợi ích như thế nào. Kính mong sư phụ từ bi khai thị. Cái lợi ích cuối cùng á là được làm chủ cho mình, nha, được sanh tử tự do, nha, dứt tất cả khổ diễn giảng. Cái đó mới là cái lợi ích chân thật, nha. Còn bây giờ á, người thế gian á nói phát tài là cái lợi ha, làm quan là có thế lực ha, hay là sự nghiệp thành công á là cái lợi ha. Nhưng mà những cái lợi ích đó đó nó không có giải thoát được. Nó có thể làm cái nhân khổ lấy kiếp sau chịu. Cũng nhờ kiếp này giàu sang ha, thì được hưởng á, được hưởng á, thì cũng như mà sát sinh ăn cái lũ thứ mà thịt mà ngon á ha, thì kiếp sau nó phải trả ha, thì gây cái nhân khổ để cho kiếp sau. Còn cái mà mình tham thiền á, được ngộ cái tâm mình á, được làm chủ cho mình, thì giải thoát tất cả khổ diễn dẫn, tức là cắt dứt cái khổ, khổ công không thể trở về nữa. Thì cũng như mà cái tôi lược giải Bát Nhã Tâm Kinh á, tức là dứt cái khổ mà nếu mà muôn ngàn kiếp sau cái khổ có thể trở về được á, thì không được gọi là chân thực bất hư á. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh nó chân thực bất hư á, tức là diễn giảng cái khổ không có thể trở về nữa. Thì cái lợi ích đó mới là chân thật, cái bằng chân thực bất hư. Còn bây giờ người thế gian nói sự nghiệp thành công, nói phát tài, nói làm quan á, những cái lợi ích đó đó kỳ thực là không phải là chân thật, mà có thể còn gây cái khổ để kiếp sau nó chịu nữa.